Kể từ khi bắt đầu năm mới 2024, Man United đã thắng liên tục để từng bước leo lên những vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng nếu so sánh với những kết quả thảm bại ở năm cũ. Liệu đây có phải là tín hiệu cho thấy đường lối top 4 đang rộng mở với Quỷ Đỏ? Nếu có cùng thắc mắc như vậy thì hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời trong số The Locker Room của ngày hôm nay. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Arsenal hay Man City đã cùng thất bại cho Aston Villa với tỷ số tối thiểu, không phải may mắn. Đó thực sự là chiến thắng xứng đáng dành cho đoàn quân của Unai Emery. Vậy thì làm cách nào mà một Man United đang chìm trong vô vàn những bất ổn có thể ngược dòng trước chú ngựa ô mới nổi? Thật khó tin. Thế nhưng nhìn vào quá trình sau đó của Quỷ Đỏ thì người ta mới thực sự thấu hiểu rằng hình ảnh ổn định của đội chủ sân Old Trafford là thực sự trở lại. Manchester United thực sự đang chơi cực kỳ khởi sắc trong giai đoạn đầu năm 2024. Vấn đề là kể cả khi đội chủ sân Old Trafford có tiếp tục duy trì đà thành công như vừa qua, liệu có quá muộn để chính họ cứu vãn mùa giải này hay không? Như chúng ta cũng đã biết thì đoàn quân của ông Erik ten Hag mùa này tham gia 4 đấu trường Champions League, EFL Cup, FA Cup và Premier League. Về EFL Cup, Man United là nhà đương kim vô địch, song họ đã sớm trở thành cựu vương khi thúc thủ 0-3 trước Newcastle vào mùa 8. Đội mà họ đã đánh bại trong trận chung kết năm ngoái. Tại đấu trường Champions League, Man United cũng đã phải dừng bước sau vòng bảng với vị trí xếp chót và không còn hy vọng tại Europa League. Trong khoảng thời gian vừa qua, Man United là đội có phong độ tốt nhất của hạng Anh chỉ sau Arsenal. Man United đã gặt hái được 13 trên 15 điểm tuyệt đối, chỉ có The Gunners với 15 trên 15 điểm là hơn họ mà thôi. Manchester United từ chỗ cách vị trí thứ 4 đến 8 điểm ở vòng 18, nay chỉ còn cách có 5 điểm. Bước sang năm 2024, Man United vẫn chưa biết thua là gì. 7 trận đấu trôi qua, mọi đấu trường Man United thắng đến 6 trận và chỉ hòa một trận duy nhất trước Tottenham, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ. Giai đoạn này cũng chứng kiến một Man United đầy đủ lực lượng nhất và khi có đủ những con bài trong tay, Man United mới thể hiện sự đáng sợ của mình. Tiền đạo Rasmus Højlund đã ghi đến 8 bàn và 2 kiến tạo trong vòng 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nếu tính từ ngày 26 tháng 12. Dĩ nhiên, trước mắt Man United vẫn là một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi phải săn lấp khoảng cách đó. Song với phong độ kiếm điểm của họ như hiện tại, viễn cảnh này là điều không thể không xảy ra. Aston Villa và Tottenham trong 5 trận đấu vừa qua cũng đang cho thấy những dấu hiệu của sự chậm lại. Aston Villa thì kiếm được 7 trên 15 điểm, còn Tottenham chỉ kiếm được 8 trên 15 điểm. Nếu cứ tiếp tục đà này sau 5 vòng đấu nữa, Man United hoàn toàn có thể nghĩ về một tương lai đứng trong top 4. Một đấu trường nữa mà họ phải đối mặt đó chính là FA Cup. Trong khuôn khổ giải đấu này, Man United đã tiến đến vòng 5 và đối thủ của họ sẽ là Nottingham Forest, đội bóng vừa có một chiến thắng 2-0 trước West Ham ở EPL. Dĩ nhiên, Nottingham Forest sẽ ưu tiên EPL hơn, song ở một giải đấu loại trực tiếp thì điều gì cũng có thể xảy ra. Ở FA Cup vẫn còn 3 đối thủ lớn đang đợi Manchester United, đó là Man City, Liverpool, Newcastle và phần nào đó là Chelsea. Dẫu vậy, Man United vẫn là đội được các chuyên gia châu Âu đánh giá có khả năng cao thứ 3 trong việc giành FA Cup chỉ sau Man City và Liverpool. Để lý giải cho những thất bại hồi đầu mùa, Ten Hag đã liên tục nhắc đến những tổn thất về mặt nhân sự. Chẳng ai tin ông cả và mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu chiến lược gia người Hà Lan. Mọi chuyện còn tồi tệ đến nỗi ông suýt bị sa thải. Ấy vậy mà khi một vài nhân tố chủ chốt như Luke Shaw, Martinez hay Casemiro lác đác quay trở lại, đến lúc này người ta mới thực sự nhận ra nỗi thống khổ của cựu huấn luyện viên Ajax. Đầu mùa giải, Man United đã phải trải qua cơn bão chấn thương khi liên tiếp những trụ cột thông báo vắng mặt, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ cánh trái. Hai cái tên là Luke Shaw và Malaysia đã phải chấn thương dài hạn. Cuối cùng thì họ phải gấp rút mượn về hậu vệ Sergio Regulon từ Tottenham. Dẫu vậy thì niềm tin dành cho hậu vệ người Tây Ban Nha là không nhiều khi người ta vẫn thấy Diogo Dalot và Sofian Amrabat đảm nhận vị trí này, đôi lúc là cả Lindelof. Ở phía trên, Casemiro cũng vắng mặt dài hạn, Eriksen cũng liên tục gặp phải những vấn đề về thể trạng. Đó quả thực là những vấn đề không hề nhỏ. Cuối tháng 11 năm 2023, Luke Shaw quay trở lại sau 2 tháng dưỡng thương. Màn tái xuất này có ý nghĩa không khác gì một bản hợp đồng bom tấn. Với sự góp mặt của hậu vệ tam sư trên sân, hành lang cánh của Man United trở nên chắc chắn hơn với những pha xử lý kinh nghiệm của Shaw. Ở tất cả những tình huống như một chọi một, tắc bóng hay chủ động phạm lỗi chiến thuật, Luke Shaw đều tỏ ra vượt trội so với những người đã từng đảm nhận vị trí cánh trái trước đó của Quỷ Đỏ. Hơn thế nữa, những đường truyền và tạt bóng từ cánh cũng trở nên chất lượng hơn rất nhiều. Cho đến đầu năm 2024 thì Man United càng đón nhận nhiều tin vui hơn. Đầu tiên là sự trở lại của Casemiro. Dù phong độ không còn đỉnh cao so với một năm trước đó, thế nhưng sự hiện diện của tiền vệ người Brazil vẫn là vô cùng quan trọng.
Cùng với tài năng trẻ Kobbie Mainoo, Casemiro đã tạo ra một bộ đôi tiền vệ vô cùng hợp lý. Đó là sự hiện diện của kinh nghiệm cũng như là sức trẻ. Tiếp theo đó là Lisandro Martinez. Dù chỉ kịp góp mặt trong 27 phút trên sân, nhưng màn trình diễn của trung vệ người Argentina rất khả quan. Điều đáng nói là anh đã thực hiện chính xác 100% các đường chuyền. Cho đến chiến thắng nghẹt thở trước Wolves, vai trò của Martinez lại càng trở nên quan trọng. 85 phút có mặt trên sân, tỷ lệ đường chuyền thành công của cựu trung vệ Ajax đạt 92%. Cùng với đó là 4 lần giải nguy, 3 lần chặn cú sút của đối phương và 2 cú tắc bóng chính xác. Phong độ tuyệt vời này vẫn được Martinez thể hiện rõ ở trận thắng West Ham 3-0. Sự có mặt của anh cũng làm cho ý đồ triển khai bóng từ tuyến dưới của Quỷ Đỏ trở nên thanh thoát hơn. Thêm một trường hợp nữa, trung vệ Harry Maguire dù chỉ chấn thương trong một quãng thời gian ngắn, thế nhưng sự vắng mặt của cựu đội trưởng cũng đã khiến Quỷ Đỏ rất khổ sở. Khi vừa trở lại, Maguire vẫn thể hiện được phong độ ấn tượng như những gì anh đã làm được kể từ đầu mùa. Nhưng nỗi lo vẫn còn đó khi chấn thương của Martinez đã tái phát trong trận gặp West Ham. Luke Shaw cũng khiến người hâm mộ lo lắng sau chuyến hành quân đến sân nhà của Luton. Hiện tại vẫn chưa rõ mức độ nặng nhẹ của hai trường hợp vừa kể trên. Bên cạnh đó, Mason Mount, Eriksen, Malaysia hay là Martial cũng chưa hẹn ngày trở lại. Nếu như tất cả các cái tên này cùng trở lại kịp thời, thì khi đó sức mạnh của Quỷ Đỏ sẽ được nâng cấp đáng kể và khả năng cạnh tranh top 4 đương nhiên sẽ càng nhiều. Chật vật để thắng Newport County trong khuôn khổ Cúp FA, Man United đã bị ví như một đội hạng tử. Nhưng liên tiếp sau đó, Quỷ Đỏ thường thắng với những tỷ số thót tịp. Phải chăng sự hồi hộp chính là gia vị mà thầy trò Ten Hag đã thêm vào để thử thách con tim của người hâm mộ? Man United đang trải qua chuỗi phong độ khá ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Nhưng lạ một cái là mỗi chiến thắng của họ đều có một cái gì đó khiến người ta phải thót tim. Đầu tiên là màn chạm trán với đội bóng hạng tư Newport County tại vòng 4 FA Cup. Một chiến thắng dễ dàng là điều mà người hâm mộ dự đoán từ trước. Thế nhưng diễn biến trên sân lại không hề như vậy. Man United sớm vượt lên dẫn trước 2-0 ngay từ 15 phút đầu tiên bóng lăn. Lại một lần nữa hàng phòng ngự mắc sai lầm khiến Quỷ Đỏ phải nhận hai bàn thua ngay sau đó. Khá may mắn là rốt cuộc Anthony và Højlund đã lập công ở các phút 68 và 90+4 giúp Man United giành chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 4-2. Sau đó vài ngày, đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag tiếp đón Wolves trên sân Molineux và cũng như mọi lần, Quỷ Đỏ tiếp tục có những lợi thế từ rất sớm với hai pha lập công của Rashford và Højlund. Nhưng khoảng cách hai bàn đối với Man United là cái gì đó quá mỏng manh ở mùa giải này. Họ dễ dàng để cho đối thủ săn bằng cách biệt trong những phút còn lại, đặc biệt là pha lập công ở phút 90+5 của Pedro Neto để gỡ hòa tỷ số 3-3 cho Wolves. Khi mà ai cũng nghĩ rằng hai đội chia điểm thì tài năng trẻ sáng giá, Kobbie Mainoo có pha độc diễn vượt qua hai cầu thủ đội chủ nhà trước khi tung ra pha cớ lòng đẹp mắt, không cho Jose Sa bất kỳ một cơ hội cản phá nào, qua đó giúp Quỷ Đỏ giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3. Trong chuỗi trận thắng của Man United, có thể nói rằng màn đối đầu với West Ham khiến các fan Quỷ Đỏ an tâm nhất bởi họ nã vào lưới đối thủ đến 3 bàn không gỡ. Còn trong hai cặp đấu gần đây trước Aston Villa và Luton, những Manusian phải sống trong giây phút thở oxy thật sự. Đặc biệt là trước Luton mới đây, người ta nói vui rằng chỉ nên xem Højlund ghi hai bàn thắng ở 10 phút đầu tiên thôi rồi tắt TV đi ngủ. Bởi nếu xem 80 phút còn lại, bạn sẽ phải sống trong sợ hãi, thậm chí có thể mất ngủ. Nhưng dù sao 3 điểm vẫn cứ là trên hết. Một vài cổ động viên của Man United nói rằng chỉ cần đội bóng thắng là được. Không biết là thắng kiểu gì, họ chấp nhận theo dõi trong sự lo âu, miễn kết quả cuối cùng là 3 điểm trọn vẹn. Quan điểm này nghe có vẻ hợp lý, tầm này thì Quỷ Đỏ đang cần tích lũy điểm số để đua tranh với những Aston Villa hay Tottenham cho một vị trí trong top 4. Thế nên cứ giành được 3 điểm đi đã, mọi chuyện khác để tính sau vậy. Chúng ta đã nói rất nhiều về phong độ ấn tượng của Rasmus Højlund bởi những kỷ lục đáng nể trong quãng thời gian gần đây. Nhưng một cái nghén thì chẳng làm nên nổi mùa xuân, nhiều cá nhân khác cũng đang thi đấu vô cùng nổi bật. Điều đáng nói là không chỉ ở hàng công, mọi tuyến khác của Quỷ Đỏ đều có thể tỏa sáng theo những cách khác nhau. Man United đang trải qua chuỗi trận vô cùng ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp. Đóng góp vào sự thành công đó có công không nhỏ của một số cầu thủ. Đầu tiên, ta phải nói đến Rasmus Højlund, tiền đạo người Đan Mạch sau khoảng thời gian tịt ngòi tại giải Ngoại hạng Anh đã bắt đầu nổ súng liên tục với 2 bàn thắng vào lưới của Luton. Tiền đạo 21 tuổi đã nâng số pha lập công của mình lên con số 7 tại Premier League. Đáng chú ý, Højlund đã ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp, trở thành cầu thủ trẻ nhất làm được điều này. Nếu tiếp tục duy trì phong độ cao như thời điểm hiện tại, Højlund hoàn toàn có thể phá kỷ lục ghi bàn trong 11 trận liên tiếp của Jamie Vardy thiết lập trong màu áo của Leicester mùa giải 2015-2016. Bộ kỹ năng dứt điểm của tiền đạo người Đan Mạch đang ngày càng trở nên sắc bén. Không chỉ vậy, anh cũng rất mắn bản, điển hình như cú sút của Garnacho chạm vào ngực của Højlund đổi hướng bay vào lưới trong trận đấu với Luton. Cái tên tiếp theo là Diogo Dalot.
Phải nói rằng hậu vệ người Bồ Đào Nha thi đấu càng ngày càng hay. Mùa giải này cầu thủ 24 tuổi có những bước tiến vượt bậc. Anh ra sân 33 trận trên mọi đấu trường, đóng góp 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Phòng ngự hay, hỗ trợ tấn công tốt là những gì người ta nhớ đến Dalot trong suốt những thời gian qua. Anh còn giúp Quỷ Đỏ thoát thua trong một vài tình huống nhờ sự hỗ trợ bọc lót xuất sắc. Garnacho hay McTominay dù không thể nói là thi đấu tốt trong tất cả các trận đấu, nhưng rất nhiều lần bộ đôi này đã ghi những bàn thắng quan trọng giúp cho Manchester United giành được những điểm số quan trọng. Đặc biệt là ở tiền vệ người Scotland, McTominay đã ghi bàn quyết định giúp Quỷ Đỏ kiếm về 9 điểm tại mùa giải này. Harry Maguire cũng tương tự như vậy. Không phải lúc nào trung vệ người Anh cũng thi đấu tốt 100%. Thậm chí anh đôi khi còn tạo ra những đường chuyền nguy hiểm khiến khung thành của đội nhà phải đặt trong tình trạng báo động. Nhưng nhìn chung, với màn trình diễn của Maguire trong suốt vài trận đấu đã qua, anh xứng đáng nhận được những lời khen từ cổ động viên nhờ sự chắc chắn trong khâu phòng ngự của mình. Và tất nhiên rồi, không thể không nhắc đến Kobbie Mainoo, tiền vệ trẻ sáng giá bậc nhất của Manchester United thời điểm hiện tại. Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng phong cách thi đấu của Mainoo là vô cùng chững chạc. Anh tự tin cầm và xử lý bóng trong khoảng không gian hẹp, đôi khi còn sử dụng kỹ thuật cá nhân giúp những pha lên bóng trở nên sắc nét hơn. Chẳng thể nào quên được pha độc diễn đi qua hai cầu thủ Wolves trước khi tung ra cú cứa lòng vô cùng đẹp mắt ở phút 90+7, giúp Man United rời Molineux với 3 điểm ở trong tay. Ngoài ra ta cũng có thể kể đến một số cái tên khác nổi bật như Luke Shaw, Onana, họ đều góp công không nhỏ vào chiến tích thắng thông 5 trận của Manchester United. Những điều kể trên chỉ là dấu hiệu và chưa có gì chắc chắn cả. Nó giống như một niềm tin và nguồn động lực để đoàn quân Erik Ten Hag tiếp tục phấn đấu. Nhưng thống kê của Opta cho thấy Quỷ Đỏ khả năng cao sẽ kết thúc mùa giải này với vị trí top 6. Còn mục tiêu top 4, mục tiêu mà các đối thủ như Aston Villa hay Tottenham cũng đang cạnh tranh rất gắt để có được, thì cơ hội của Quỷ Đỏ cũng nhỏ đi dần. Liệu rằng đoàn quân Erik Ten Hag có thể đánh bại được số phận hay không? Theo siêu máy tính Opta thì Manchester United sẽ cán đích dao động từ vị trí thứ 4 đến thứ 7. Đây là hệ quả từ chuỗi trận ấn tượng vừa qua của Manchester United. 10,3% vẫn là một con số tương đối nhỏ, song nó đã thể hiện sự khích lệ cho chính đội bóng này. Còn nhớ, hồi tháng 11 Opta đã đưa ra xác suất để Man United đứng ở vị trí thứ 4 chỉ là chưa đến 5%. Bất chấp phong độ cao, Opta vẫn đánh giá Man United nhiều khả năng sẽ dừng lại ở vị trí thứ 6 với 35,9% hoặc vị trí thứ 5 với 23,3%. Trong viễn cảnh xấu nhất, Man United sẽ rơi xuống vị trí thứ 7 với hơn 17% khả năng. Dĩ nhiên là không ai muốn viễn cảnh trên xảy ra. Song với việc các trụ cột của Man United như Lisandro Martinez hay mới nhất là Luke Shaw có thể sẽ vắng mặt trong thời gian tới, Man United sẽ phải rất cẩn trọng nếu không muốn hy vọng lọt top 4 trở nên nhỏ dần. Sở dĩ mà Opta đưa ra một con số mang tính tương đối bi quan như vậy là bởi lịch thi đấu vào giai đoạn cuối mùa của Manchester United là không hề nhẹ một chút nào. Đầu tiên là trong tháng 3, họ sẽ phải gặp đội bóng có thể nói là mạnh nhất EPL thời điểm hiện tại, Manchester City ngay đầu tháng 3. Trong 6 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Man United chỉ thắng đúng được một trận trên sân Old Trafford, còn lại thua cả năm. Vì vậy, chuyến làm khách đến Etihad dự kiến sẽ lành ít dữ nhiều cho Manchester United. Sang đến tháng 4, Man United trong 16 ngày sẽ phải đá 4 trận liên tiếp nếu như không có FA Cup trên ngang: Chelsea, Liverpool, Bournemouth và Newcastle. Trong 4 đội này, ngoại trừ Bournemouth ra thì 3 đội bóng còn lại đều sở hữu một tiềm lực đáng nể. Đặc biệt hơn trong 2 trận đấu cuối cùng, vòng 37 và 38 chứng kiến Man United gặp Arsenal và Brighton. Đáng chú ý, Arsenal đang đua vô địch năm nay và có thể sẽ toàn tâm toàn ý đại chiến với Man United trong trận cầu then chốt này. Một cuộc cách mạng rầm rộ đang diễn ra kể từ khi Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn Ineos tiếp quản Manchester United. Những dấu hiệu ban đầu đang thực sự rất lạc quan. Vậy Quỷ Đỏ có thể tạo được tiền đề để lọt vào top 4 và tạo động lực cho quá trình trở lại với sự vĩ đại hay không? Hãy cùng thảo luận với chúng tôi ở phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các khán giả trên kênh của Bình Luận Viên Anh Quân.